tôi bị viêm đại tràng thì có dùng cây an xoa có được hay không ạ? Chào bạn, cây an xoa theo kinh nghiệm dân gian thì có tác dụng điều trị các bệnh về gan, đặc biệt là bệnh ung thư gan và bệnh xơ gan. Theo các thông tin về công dụng điều trị bệnh của cây an xoa thì nhà thuốc chưa nghe nói đến hiệu quả điều trị bệnh viêm đại tràng của vị thuốc này. Vì vậy, nếu bị bệnh viêm đại tràng thì bạn không nên sử dụng cây an xoa. Đối với bệnh viêm đại tràng thì hiện nay có một số cây thuốc nam điều trị hiệu quả, đó chính là cây phổ sâm. Bạn nên tham khảo thêm về vị thuốc này để có hướng điều trị tốt hơn. Nếu muốn tìm hiểu về công dụng cũng như là cách dùng những vị thuốc để điều trị bệnh viêm đại tràng thì bạn có thể gọi cho chúng tôi theo số hotline để được nhân viên tư vấn kỹ hơn. Nếu bạn mắc cùng một lúc bệnh về gan và bệnh viêm đại tràng thì bạn vẫn có thể sử dụng cây an xoa được bình thường, bởi vì cây an xoa không làm ảnh hưởng xấu đến chức năng của hệ tiêu hóa và đại tràng. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý đến với bạn là do cây an xoa có nhiều lông, đặc biệt là phần quả có rất là nhiều lông, nên khi sắc uống cây an xoa thì bạn phải loại bỏ quả của cây an xoa đi và sao vàng hạ thổ, rửa thật sạch để loại bỏ lông trên cây an xoa. Như vậy thì việc sử dụng cây an xoa sẽ an toàn và không làm ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa. Để biết thêm thông tin chi tiết thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn kỹ hơn ạ.